Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách tiêu diệt quỷ đầu loa nha các bạn. Hiện tại là bọn quỷ đầu loa này, nó bọn Silent Head này ấy, nó đang tấn công ngôi nhà này của mình các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ phải phòng thủ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí để tiêu diệt quỷ đầu loa nha các bạn. Mình sẽ tấn công đó bằng khẩu sniper, đó chính là khẩu súng ngắm. Wow, cái lớp da của quỷ đầu loa này rất chắc chắn luôn nha các bạn. Ui, đây là con quỷ đầu loa màu xanh nha các bạn. Nó có hai cái loa này các bạn thấy không? Ui, nó đâm hẳn vào nhà mình luôn này. Hình như mình phát hiện ra con quỷ nó siêu to khổng lồ màu xanh ở đằng kia. Vai trưởng ạ, đây là con các bạn ơi. Đây là con, chắc con bố con mẹ ấy. Nó rất cao to luôn này. Wow, vai trưởng thật. Các bạn ơi, ui, ở đằng kia có cả một con quỷ đầu loa màu xanh nữa kìa các bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ bắn nó nhé. Ui, nó phát hiện ra mình luôn ạ, vai trưởng. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ không vãi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống và chúng ta sẽ tẩn nó luôn nhé. Cho nó về chầu Diêm Vương luôn. À, cái con quái thú màu xanh này, nó định ăn thịt mình à? Nó định ăn thịt mình các bạn, thế chứ mình phải tỉa nó thôi. Cái thể loại chán này, chán đời này thì phải cho mấy con quỷ loa này về. Rồi, xong rồi. Các bạn ơi, mình bị con quỷ loa màu xám, màu nâu nâu này nó ăn thịt các bạn ạ. Kinh thật. Được rồi, mấy cái con quái thú đầu loa này được ấy. Đầu trâu mặt ngựa này thì mình sẽ phải sử dụng vũ khí để mình tiêu diệt thôi. Bây giờ chúng ta, thôi xong rồi các bạn ơi. Mình chưa kịp nói chúng ta sẽ làm gì thì cái con quái thú đầu loa màu xanh này nó đằng sau đó nó móc lốp mình. Nó ăn thịt mình rồi các bạn ạ. Thế thì bây giờ mình phải chạy thôi. Thôi anh ơi, thôi. Thôi trốn vào đây, trốn. Ok, rồi. Được các bạn ơi, bây giờ mình trốn tạm vào đây nhá. Để mình nghỉ ngơi một tí, sau đó mình sẽ tấn công con quỷ này. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi một con quái thú khác ra để tiêu diệt con quỷ đầu loa này. Mình sẽ triệu hồi con quái thú đó chính là con Hungry Hugi nha các bạn nhé. Triệu hồi Hungry Hugi luôn. Ok các bạn, thì là bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi Hungry Hugi. Mình sẽ triệu hồi Hungry Hugi màu xanh, lá màu xanh nước biển, tấn công quỷ đầu loa. Hungry ơi, chiến đấu đi nào. Wow, con Hungry Hugi này nó đang cắn quỷ đầu loa. Ui, các bạn ơi, cái con quỷ đầu loa này nó cao. Ui dồi ôi, mặc dù nó cao nhưng mà yeah, các bạn ơi, con Hungry Hugi mình ăn thịt rồi. Các bạn ơi, như vậy là con bé của mình vừa triệu hồi xong thì nó không những đánh quỷ đầu loa và nó còn đánh luôn cả mình nhá bạn nhá. Con này nó kiểu như nó phản chủ các bạn ạ. Thế thì chúng ta sẽ phải triệu hồi một con Hungry Hugi màu khác ra để áp chế con Hungry Hugi màu xanh. Mình sẽ triệu hồi. Wow, một con Hungry Hugi màu xanh trên cây. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm thêm một thao tác nữa. Rồi, mình đã điều khiển con Hungry Hugi màu xanh tấn công lại con Hungry Hugi màu xanh nước biển. Hungry năng màu xanh lá cây. Tấn công đi. Con Hungry nước biển này vừa nãy đánh nhau với cả Sai này hết đã suy yếu rồi. Ôi ơi. Ui, nó ăn thịt mình lần nữa các bạn ơi, sợ quá. Đâu rồi, mình đang ở đâu này? Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng vũ khí ra thôi. Bởi vì trong tay mà không có vũ khí thì coi như là phế luôn các bạn ạ. Nó không thể, mình không thể làm gì được con quỷ này. Thôi được rồi, mình ngư ông đắc lợi vậy. Bây giờ mình sẽ... Ui, xong rồi. Ui các bạn ơi, vừa rồi thì mình cũng bị ăn thịt rồi. Nhưng mà con Hungry Hugi màu xanh lá cây nó đã giúp mình tiêu diệt con quỷ loa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dụ con Hungry Hugi này tấn công tiếp con quái vật khác nhé. Sau đó mình sẽ tẩn con Hungry Hugi sau. Đánh đi. Đấy, đánh Hungry, đánh con Sun Head đi. Đánh con Sun Head đi cưng. Từ từ. Nhưng con này nó định ăn thịt mình vậy. Mình sẽ bắn nó. Chiu. Ui giời. Cái con quỷ gấu này. Nó nghi rồi các bạn ạ, nó sợ mình rồi. Nó sợ mình rồi. Ui nhìn cái mắt con kia sợ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt con quỷ loa này vậy. Con này nó đang đứng im rồi, nó bị đơ rồi sao anh ơi. Hình như nó bị choáng các bạn ạ, nó bị trúng rồi, cái đạn của mình nó choáng rồi. Thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiêu diệt con Sun này hết. À các bạn ơi, chúng ta sẽ triệu hồi một cái cỗ xe tăng ra để chúng ta có thể tiêu diệt Sun này hết dễ hơn nhá. Không, mình không lấy xe tăng này đâu. Rồi. Mình sẽ lấy con xe tăng này để mình tỉa con quỷ loa. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng xe tăng để ui, nó ra rồi. Ôi, xe tăng này nó chậm quá bạn ạ. Nhưng mà không biết vũ khí của nó sát thương mạnh không. Quỷ đầu loa, ui, bắn trượt rồi. Ui, quỷ đầu loa nó đang ở trên đầu mình. Từ từ anh em nạp đạn lại, đợi một tí, bắn, khẩu tấn công, ui dồi. Ui, thôi anh ơi. Quỷ đầu loa, ui dồi ôi, bắn trượt rồi thôi. Xong rồi các bạn ạ, như vậy quỷ đầu loa này nó ăn thịt mình luôn rồi. Mình tưởng xe tăng của mình nó bọc thép cơ. Mà hóa ra là con quỷ loa này thông minh quá, nó móc được ra các bạn ạ, nó móc từ trong cabin ra ấy. Được rồi. À, đánh nhau rồi. Các bạn ơi, đánh nhau. Con quái thú đồ loa ở gần xa kìa bạn thấy không? Ấy, nó bị ăn con Hungry Hugi ăn thịt rồi. À,
Yeah, như vậy là nó dám tấn công mình thì cuối cùng nó bị con thằng Yu ăn thịt luôn rồi. Mình sẽ điều thằng Yu ra đây nhá. Ui thôi thôi thôi, nó mà nhìn thấy mình thì nó ăn thịt mình ấy, chạy đi ra. Ui ui thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi, bình tĩnh nào mẹ. Ui giời, nó bị kẻ thằng kia rồi anh em ạ. Từ từ anh em. Lấy con camera ghi hình đã. Đây này, nó này này, đấy thấy không? Nó bị kẹt ở cây rồi. Làm sao nhỉ? Sẽ tấn công rồi nhá. Xong. Như vậy là vũ khí điện giật của mình đã tiêu diệt được con thằng Yuki màu xanh. Mà hình như con thằng Yuki màu xanh là cây này nó chạy đi đâu rồi các bạn ạ? Mình vừa triệu hồi ra mà nó chạy đâu nhỉ? Bây giờ chỉ còn mấy con quái thú đồ loài thôi. Tiêu diệt luôn. Chúng ta sẽ sử dụng vòi rồng để chúng ta tiêu diệt con quái vật này. Vòi rồng điện. Các bạn thấy kinh không? Các bạn thấy vũ khí mình mạnh không? Bây giờ chúng ta các bạn ạ. Các bạn ơi. Bây giờ mình, các bạn đợi mình rút ra một khẩu súng, đó chính là khẩu súng bắn lửa để mình đốt cháy. Thôi anh ơi, chạy. Té. Đấy, làm gì nào nó cứ phải té cái đá các bạn ạ. Chứ mà các bạn mà cứ đâm đầu vào nó là nó bị ăn thịt, nó ăn thịt mình ngay. Thôi. Không đùa được với mấy con quái thú này được. Đốt cháy nó. Rồi ok, nó bị vướng vào cái cây rồi các bạn ơi. Nó bị vướng cây rồi thì mình thao mình đốt thôi. Nhưng mà hình như nó không sợ lửa. Ủa mình đốt ở cây luôn các bạn ơi. Này, quái vật xanh lá cây này, wow, yeah, các bạn ơi, như vậy mình đã tiêu diệt thành công con quỷ đầu loài rồi các bạn ạ. Bây giờ còn mấy con quỷ đầu loài, chắc nó đứng nhìn nhỉ, mình sẽ lôi ra. Mình muốn nó đuổi mình cơ, mình rất muốn nó mấy con quái thú này nó đuổi mình luôn, nhưng mà nó hình như người nó cao to quá, nó không đuổi mình luôn các bạn ơi nhỉ. Ui, ở kia còn một con siêu to khổng lồ nữa kìa, đấy. Wow, các bạn ơi, hình như thằng Yugi nó vừa thằng Yugi xanh nhà cây nó tiêu diệt con quỷ loa khổng lồ màu xanh nhà cây đứng ở đây này. Bây chỉ còn một con quỷ loa màu vàng màu đen vàng này thôi. Nó bị đứng im một con này, hình như nó đang điều khiển sóng não của những con quái vật này nó ăn thịt mình nhé các bạn ạ. Ok, này đuổi đi, này đây đuổi đi bé ơi, đây đuổi đi bé ơi. Ui, nó đuổi thật, ui nó đuổi thật các bạn ạ, nó đuổi thật, ơi ơi, ui ui ơi, mình tưởng ơi, ui rồi, ui, các bạn ơi nó sập bẫy của mình rồi. Con quỷ đầu loa đã bẫy sập bẫy của mình rồi, bạn thấy không? Đây này, nó sập bẫy của mình chắc luôn. Ở đây mình có một cái hố đây này, hố vô hình luôn các bạn nhé. Nó bị sập bẫy rồi. Ấy, bạn thấy không? Ui, cái gì kia? Ôi, thằng Yugi màu xanh nhà cây đã tiêu diệt con quỷ đầu loa rồi bạn ơi. Con quỷ đầu loa siêu to khổng lồ đã bị thằng Yugi tiêu diệt rồi. May quá. Tính tưởng con này nó sợ quá nó chạy mất dép rồi, nhưng ai ngờ nó lại quay lại nó ăn thịt con săn hét luôn. Được rồi, đúng là con đệ tốt của ta. Ngươi hãy đứng đây nhá, để ta tiêu diệt cái con săn hét kia trước đây. Con này nó bị sập bẫy rồi, cho nên là bây giờ cái việc của mình là chính là tiêu diệt nó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí lửa thiêng để chúng ta thiêu đốt con quỷ đầu loa. Thiêu đốt quỷ đầu loa, yeah. Nó tèo được các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ quay sang đây, hình như con quái thú này nó đang muốn ăn thịt mình sao? Ui, nó muốn ăn thịt mình thật. Mình tấn công nó thôi. Chạy. Ui, rồi xong. Ok, bạn thấy không? Vũ khí của mình mạnh phết. Nói chung là mấy cái con đệ mà mình triệu hồi ra ấy, nó không nghe lời mình lắm các bạn ạ. Nó ăn thịt nó săn này khét, nhưng mà ấy, nó lại ăn thịt luôn của mình. Sợ thật. Các bạn ơi, sau một màn dạo chơi trên nhóc nhà thì mình đã phát hiện ra một đám quỷ loa tiếp theo. Đây có lẽ sẽ là đám thứ hai các bạn ạ, đợt thứ hai tấn công cái nhà này của mình, và đây chính là Dark Sunhead với cả Sunhead Blood. Đấy, Sunhead màu đỏ là Sunhead Blood ấy, Sunhead tàn tật đấy bạn. Sunhead mình hay gọi Sunhead không biết đứng luôn. Nhưng mà nó đi rất nhanh nhá bạn nhá. Nó kiểu nó ngồi, nó vừa chạy ấy. Đấy, kinh chưa? Mấy con thú đồ vật này nó chẳng làm gì bị đùa lại. Wow, vãi trưởng thật, con này nhìn trông bình thường thế này mà nhanh phết các bạn ạ. Được các bạn, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí để chúng ta tiêu diệt quỷ đầu loa nhé. Đây là vũ khí gì đây? Ra đây bé ơi, ra đây bé ơi. Ui dồi, thôi anh ơi. Ôi, mình đùa đấy các bạn. Mình thực ra là mình khá sợ săn hét đấy các bạn. Không biết các bạn nào sợ săn hét không? Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt nó bằng con vũ khí nhé. Ngày hôm nay giống như kiểu mình thử những vũ khí để mình tiêu diệt quỷ đầu loa ấy. Kinh ơi, các bạn thấy kinh không? Cái vũ khí này vừa lấy rõ ràng tiêu diệt được con quỷ đầu loa. Xem mà bây giờ nó không thể đánh lại con quỷ đầu loa luôn. Bắt buộc mình phải sử dụng thêm một tuyệt chiêu nữa. Đó chính là lửa thiêng. Và như vậy là lửa thiêng của mình đã tiêu diệt con quỷ đầu loa rồi. Wow, đây đông chưa này các bạn ơi. Hello. Mình có muốn thu... À đây. Các bạn ơi,
trong tay của mình đang có một cái quả cầu có thể nhập thể được vào con quỷ loa, và bây giờ mình sẽ nhập thể vào quỷ loa nhé. Mình sẽ nhập thể vào con Dark Sun Head. Rồi ok. Như vậy mình đã trở thành quỷ đầu loa, và bây giờ mình sẽ điều khiển con quỷ đầu loa này đi tấn công những con quỷ đầu loa khác. Đấy, đồng loại này. Đấy bạn thấy không? Mình bây giờ nhập thể vào rồi, cho nên mình sẽ điều khiển trí não của quỷ đầu loa và mình sẽ đi đánh những con quỷ đầu loa khác. Mình sẽ đánh một con xa xa một tí nhá để cho những con kia không phát hiện ra mình. Thấy không? Đánh luôn Sarebalot. Chiu. Ui hai con. Ai, mình ăn thịt cả hai con rồi bạn ơi. Wow, hai con chấp đôi luôn. Chết mày này, con quái thú. Con quái thú. Ui, đánh này, đánh này, đánh này, đánh này. Ui giời ơi, ui giời. Ui đau quá, đau quá, đau đau. Ui, ui bay 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 bay. Các bạn thấy không? Dark Sun Head nhảy rất là cao luôn. Mình sẽ nhảy xin lại mái nhà nhá. Hai con đuổi theo mình rồi. Bây giờ hiện tại mình đang suy yếu các bạn ạ. Vừa nãy mình chấp đôi. Cho nên là mình không còn sức khỏe nữa. Mình phải chạy thôi. Đợi mình hồi phục lại, sau đó mình sẽ tấn công vào sau. Thôi thôi thôi, mình không thể nhảy lên thôi các bạn ơi. Vãi trưởng thật. Nhảy làm sao lên nhỉ? Khó phết. Chiu. Wow, các bạn thấy không? Mình đã nhảy lên nóc nhà rồi nhá các bạn. Bây giờ mình sẽ là độc nhất vô nhị ở đây. Mình sẽ là gọi là ông chủ ở đây. Đấy, kìa nhờ. Chiu. Tấn công luôn. Mình, sức khỏe mình đã hồi phục rồi. Ê, mình sẽ tấn công những con quỷ nào khác thôi. Ui, nhanh 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 nhanh. Nhanh lên, không là một lúc nữa thôi là mình sẽ bị kiểu như là bị thoát ra khỏi người con Dark Sun Head này. Ui, bị kẹt ở đây rồi. Ở đây rồi, đánh luôn. Quỷ đầu loa này, ok, mình ăn thịt luôn rồi. Bây giờ mình sẽ bay lên đây, mình tấn công con khác. Ê, mình sẽ nén nén nhá. Đánh luôn, ui đâu rồi. Ui rồi ôi, ăn thịt luôn. Khỏe phết. Các bạn thấy mình đánh giỏi không? Mình đánh võ hơi giỏi luôn. Mày này, quỷ đầu loa này, quỷ đầu loa. Ui dồi, hai con đánh mình. Ui dồi, chết luôn. Rồi, một con bị tiêu diệt. Tiêu diệt một con Dark Sun Head. Và bây giờ sẽ là tiếp theo là con Sun Head Blood. Chiu. Chiu chiu chiu. Rồi xong. Rồi con bé này nữa nào. Bây giờ bé này thích gì đây? Chiu. Đánh luôn. Chiu chiu. Chiu chiu chiu. Bụp chiu chiu bụp bụp. Rồi xong. Như vậy là mình ăn thịt tất cả quỷ loa rồi các bạn ạ. Nhưng mà còn một con quỷ loa nữa bây giờ. Đấy, còn một con ở kia kìa. Còn một con đây này. Chết rồi này. Chết. Chết này, quỷ ấu loa này. Ui rồi, con này đánh khó quá nhỉ. Ui trời ơi, mình bị thoát rồi bạn ơi. Mình bị thoát ra đây rồi. Biết ngay mà, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí để tiêu diệt con quái. Ui, thôi anh ơi. Từ. Ui rồi. Quái vật đầu loa. Chiu. Này. Ui, nó phải quá bạn ơi. Ôi, mày lấy chế độ xuống khác rồi, mày yếu quá. Đấy rồi, lửa thiêng. Đốt Dark Sun Head. Tiêu diệt Dark Sun Head. Băng lửa thân của mình. Con Sun Head đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Còn một con Sun Head mắc. Ừ, hai con. Hai con Sun Head. Đốt cháy luôn cả hai con luôn. Xong. Ok các bạn, như vậy là mình đã bảo vệ được cái ngôi nhà này của mình và đợt tấn công của con quỷ đầu loa này đã bị mình đánh bại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chui về nhà mình đi ngủ đây. Bye bye tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn cái team sau. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn quả chuông nhé để nhận video mới nhất của mình. Ôi, cái này không mở được. Đó, ơi. Ôi, bãi trưởng. Ôi, đọc cái cửa ấy thì các bạn ơi. Bắn cái cửa luôn. Rồi, sao thì vào. Rồi, ok, ngủ luôn.